Li Auto L9 là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn sở hữu nội thất tiện nghi, công suất tối đa lên tới 440 mã lực nhưng khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể. Ở thị trường Trung Quốc, Li Auto L9 phiên bản Pro có giá 1 tỷ 402 triệu, phiên bản Max có giá 1 tỷ rưỡi. Về khả năng vận hành, Li Auto L9 được trang bị hai động cơ điện và động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.5 lít đóng vai trò là máy phát điện. Tổng công suất hệ thống là 440 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 0.8 lít cho 100 km. Cung cấp năng lượng cho hai động cơ điện là Vitesse với dung lượng 44 kW giúp Li Auto L9 có phạm vi hoạt động thuần điện là 215 km. Khi kết hợp cả bình xăng 65 lít và động cơ điện, phạm vi hoạt động toàn diện là 1.315 km. Khi sử dụng sạc nhanh, tốc độ sạc từ 20 đến 80% trong 30 phút, tốc độ sạc chậm trong 6 giờ. Về thiết kế, phần đầu của Li Auto L9 nổi bật với cụm đèn xuyên thấu, phía dưới là cụm đèn pha LED thích ứng. Lưới tản nhiệt dạng khép kín, cửa hút gió phía dưới khá lớn và hầm hồ. Hông xe nổi bật với những đường gân dập nổi, tay nắm cửa dạng ẩn và cửa hút điện là trang bị tiêu chuẩn. Kích thước của Li Auto L9 lần lượt là dài 5.218 mm, rộng 1.998 mm, cao 1.800 mm, chiều dài cơ sở 3.105 mm. Bộ la răng hai tông màu đường kính 21 in. Đuôi xe thiết kế tối giản. Điểm nhấn đáng chú ý là đèn hậu xuyên thấu và cản sau màu bạc. Nội thất với thiết kế sang trọng và hiện đại. SUV này có 3 cách phối màu nội thất gồm đen trắng, đen nâu và đen cam cùng cách bố trí 6 chỗ ngồi đều, có thể được điều chỉnh tự động. Mỗi ghế đều có tính năng sưởi ấm. Hàng ghế thứ nhất và thứ hai đều có chức năng thông gió và massage. Bảng điều khiển trung tâm có màn hình kép kích cỡ 15.7 inch, độ phân giải 3K. Ngoài ra, Li Auto L9 còn có màn hình nhỏ 4.8 inch trên vô lăng đóng vai trò là bảng đồng hồ. Đồng thời, SUV hạng sang cỡ lớn này còn có hát lớn. Hàng ghế thứ hai cũng có màn hình 15.7 inch, độ phân giải 3K. Những trang bị đáng chú ý khác trong cabin gồm đèn viên 256 màu, hệ thống âm thanh 2160 W với 21 loa, hai đế sạc điện thoại không dây, máy làm mát sưởi đồ uống ở hàng ghế thứ hai, cửa sổ trời toàn cảnh. Xe có 25 cảm biến, bao gồm cảm biến LiDAR, 11 camera, radar sóng mm và 12 radar siêu âm. Hai chip Nvidia Orin X cung cấp năng lượng cho hệ thống lái thông minh. Sức mạnh tính toán tổng hợp của nó đạt 508. L9 có thể tránh va chạm và có khả năng tự đỗ xe. Em...